Alo, cho hỏi đây có phải số của chị Mai Dế không ạ? Đúng rồi em ạ. Chị ơi em giao trà sữa, chị xuống nhận hàng giùm em. Đây đây em, chị xuống liền. Ok, con dễ. Ngày đẹp được ngày đơn to, hôm nay chắc chắn sẽ ấm no. Vừa hoàn thành xong năm đơn, cũng đã đến lúc đi ăn trưa. Mì xào bò hay cơm rang, ăn bún cá chắc cũng ok. Mà sao mãi chưa thấy đâu, đã hơn 20 phút rồi. Thử gọi điện lại xem sao, làm đếch gì mà lâu vậy. Nhận hàng dùm em nhanh đi, còn bao nhiêu đơn khác đang chờ. Làm gì mà xôn xôn lên, mới có mấy phút mà đã dục. À thôi không lấy nữa đâu, chị bom đây nha, tạm biệt. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Thôi xong mất tôi, gần 8 ly chứ ít gì. Còn đâu cơm ra ngày mì trưa nay đành tôi úp chân châu đen với hồng trà. 4 suất cơm gà, gọi xong nó cũng không nhận. Giờ thôi chia đôi mỗi người 2 suất mà ăn hết xong chúng ta lại lên đường. Đi từ Cầu Giấy đến Nghi Tạm hết nửa tiếng. Rồi sao mà kịp giao, quay lại tí Nghĩa Tân. Chị ơi giờ lùi xuống đến 4:30 chiều em giao được không? Không được em ơi, chị đang cần gấp, em giao hàng ngay đi. Chỉ cần là khách không bom, xa nữa xa mai ta cũng chơi. Dù bụi bặm hay mưa rơi, ta cũng chắc chắn xịp đến nơi. Làm gì mà sao chưa giao, đã nói đúng 2:30 cơ mà. Chị ơi em đang cô đấy, tắc qua em chưa quá lâu. Bên phải, bạn đã đến nơi. Em xin đến rồi, chạy xuống đi. Em cố gắng mang lên đây giúp chị. Giờ đang phải họp ở trên công ty. Đi thang máy lên thì có khó gì. Đi đâu đây? Ở cháu đi giao đồ. Thế đi bên kia, đây là thang cho cán bộ. Có chị ở trên, nhờ cháu cầm lên hộ. Thôi không nói nhiều, đừng để tôi phải phẫn nộ. Alo, chị à, người ta không cho em lên. Vậy em mang lên cho chị 20 tầng thôi, có nhiều đâu như tập thể dục. Em không lên được, thì thôi em mang luôn về. Dạ vâng em. Nơi nên nhìn xung quanh đâu cũng thấy shipper, mua một cốc nước cũng xếp hàng đến cả tiếng, nhưng mà khách vẫn kêu ca chờ lâu xong đòi phải free ship. Hôm nào cũng đi ship sấp mặt nên tận đêm, đầu tóc thì bết bát, da thì đen hơn bếp than. Hít bụi thay cơm, hít khói xe thay cho đồ uống, thì thoảng ngồi hưng các em đặt ship xong bom hàng cho vui. Chỉ cần là khách không bom, xa nữa xa mai ta cũng chơi. Dù bụi bặm hay mưa rơi, ta cũng chắc chắn ship đến nơi. Làm việc là phải đam mê, lạc quan và mãi luôn yêu đời. Dù cho trông gai khó khăn, vẫn cứ vì vu đất trời. Alo. Em ơi, khách đặt gấp 3 con sâu đến nhà nghỉ Hoa Lao Kèn, em ship luôn đi nhá. Đi đâu đấy? Thì đi bên kia đây là sao hết rồi vào đúng không?